Xin chào mọi người, khuya hôm nay mình giới thiệu đến mọi người laptop HP ProBook 430G8. Đây là cái mẫu máy được sản xuất năm 2022 nha mọi người, 13.3 inch. Cái mẫu là nhìn rất là đẹp. Cái máy này thì nó cũng còn cực kỳ ok, chỉ có vỏ ngoài thì mình sẽ quay rõ ràng chi tiết và mình báo giá nha, cũng như cái cấu hình. Cấu hình thì rất là mê mọi người. 13.3 inch, mặt ở trên này là vỏ nhôm ha, mát lạnh luôn. Đây. Và cái chỗ này thì nó hơi trầy xước nhẹ một tí thì tiên không hề ảnh hưởng gì nhiều, không hề cộm nha mọi người, sờ giống như là bút chì gạ kẻ lên thôi, rất là nhẹ. Trên cái vỏ thì mình thấy cũng tương đối sạch sẽ nè. Đó. À, chỗ cái chữ thì nó cũng hơi gọi là có cái dấu hiệu đã qua sử dụng đó, nó hơi mờ tí, cũng không ảnh hưởng gì nhiều mọi người. Chỗ này là cái kiểu kim tuyến bóng vậy nè, cái kiểu bóng bóng vậy. Bên này là ngõ USB nè, ngõ tai nghe, thẻ nhớ ha. Rồi cái cạnh này thì cũng khá là sạch sẽ. Cái chỗ này là ProBook, cái dòng mà 2022 đổ đi rồi thì người ta làm cái kiểu hệt Elite vậy mọi người. Nhìn nó đẹp, chỗ này thì nó cũng có hơi cấn rất là nhẹ. Rất là nhẹ tại vì vỏ nhôm mà đã qua sử dụng hay không thể nào mà không có cấn trầy, mà rất là nhẹ thôi, không ảnh hưởng nhiều, có cấn chút xíu siêu đây. Bên này là ngõ sạc, ngõ Type-C, USB và HDMI. Máy rất là gọn, về vô bên trong mình sẽ quay rõ ràng chi tiết hơn. Đây là màn hình 13.3 inch Full HD và cái mẫu thì rất là gọn luôn, tại vì nó cũng nhỏ mọi người, cho nên cái mẫu nhìn rất là ok, gọn nhẹ. Phím phím thì cũng có hơi bóng rất là nhẹ, không bóng nhiều đâu mọi người, đã qua sử dụng nhưng mà cũng còn rất là ok. Mình có tặng cho mọi người tấm dán phím quốc tế, dán vào là gõ kiểu quốc tế ok ha, che những cái từ Nhật đi và đúng khuôn của dòng này luôn. Dán vào thì cũng rất là đẹp mọi người. Đây nhôm ha, ProBook, góc cạnh đây thì cũng đẹp, bàn rê chuột là mướt rượt luôn. Và cái viền này cũng bên này là nhôm nha mọi người, góc cạnh ở trong này là mình thấy cũng tương đối sạch đẹp á. Này dơ thôi. Webcam rồi đầy đủ hết, màn là đẹp nha mọi người. Và cấu hình nó là HP ProBook 430G8 nha. Cấu hình là Gen 11 nha, i5 Gen 11 rất là khỏe mọi người. RAM 32GB là quá ok. Mình nghĩ là cái máy này thì không cần phải nghĩ tới cái chuyện nâng cấp RAM hay gì nữa, quá mắc option rồi. Và SSD là 512. Đây SSD này thì sau này mình có thể nâng cấp lên 1T, 2T gì đều được, tùy mình để có thể nâng cấp được. Độ phân giải màn hình là Full HD. Mình có check series của máy luôn. Máy này mọi người ha, ProBook 430G8 và được sản xuất năm 2022 nha. Màn thì mình thấy là không có bị phản quang, bị gì hết. Nói chung là màn là tương đối đẹp, chỉ có là nó hơi có cái vệt, hơi hằn phím. Hằn phím là sao? Là khi mà gặp cái màn hình với phím thì cái màn hình nó vừa đụng với cái phím luôn, hầu hết máy nào thì cũng như vậy. Và trong quá trình mình sử dụng hoặc mình gặp lại, mình lưu kho thì cái vệt hơi hằn hằn ở trên cái phím thì nó sẽ dính trên cái màn hình. Hầu hết cái máy nào thì đa số nó cũng hay hay như vậy mọi người. Trên cái tấm lụa bên ngoài màn hình nó hơi dơ dơ, rất là nhẹ luôn. Tí chỗ này và tí chỗ này nè, cái dấu của cái việc vệt phím á, chỉ vậy thôi mọi người, không hề ảnh hưởng tới chất lượng hình ảnh hay gì hết. Nó chỉ là vệt hằn phím thì nó quá bình thường. Mọi người xài, mọi người sử dụng là không có ảnh hưởng gì hết nha mọi người. Đó, nó chỉ vậy thôi. Hằn phím do quá trình đôi lúc lưu kho gặp lại hoài và không có thường xuyên mở ra thì nó hay như vậy. Chỉ vậy thôi. Máy thì zin tuyệt đối, pin trên 3 giờ, cảm sạc zin. Đây ha, ở bên trong ruột thì nó như mới thôi mọi người. Mình có bao cho mọi người mở cái nắp để kiểm tra xem có zin hay không luôn. Cho nên mọi người yên tâm về chất lượng. Máy xấu thì mình view xấu, mà đẹp thì mình view đẹp thôi. Giá sao báo sao sẽ là như vậy. Và đặc biệt là tất cả các máy dù rẻ tiền hay đắt tiền đều là bao cho mọi người zin, không có sửa chữa. Nên mọi người yên tâm. Báo giá cho mọi người, cái máy này giá của nó là 9 triệu 2 nha. Ai chốt có thì inbox mình. Mọi người mua hàng cọc cho mình 1 triệu, còn lại thì mình ship code. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Ai chốt thì nhắn qua Zalo cho mình. Cảm ơn mọi người nhiều.